Anh riêng sao anh hẹn với em mà tới giờ anh mới tới? Sao tới giờ anh mới tới? Anh biết anh tới trễ bao lâu không? Tại vì anh đang đi ăn với anh Chính Thành. Cái gì anh cũng đổ thừa anh Trấn Thành hết trơn á. Anh đi đâu anh cũng nói đi anh với Trấn Thành. Vậy cuối cùng là em là người yêu của anh hay anh Trấn Thành là người yêu của anh? Xin chào chú Thành. Hãy gọi tôi thân thiết 2 tiếng. Bạn trai. Con hôm nay con mới học lớp 1. Vậy hả? Dạ. Cái mặt con cũ hơn cái trường rồi nha con. Ủa anh, con lớp 1 còn chị Sam là lớp 5. Em ở đây mình đừng kêu bằng chị nha. Hợp tác một tí dạ, đi. Dạ dạ. Người ta lớn hơn em có 17 tuổi thôi. Có 17 tuổi thôi. Anh, đâu có lớn nhiều vậy đâu. Không lớn nhiều vậy hả? Có cái gì vùi dập em liền vậy? Đặt cái tên Sam 21 mình nó. Thí dụ lỡ em 40 mấy tuổi thì sao cũng là gạt kêu. Diễn viên bé Sam cái bà già kia ra. Thí dụ mai mốt em mà có lớn dần theo thời gian anh phải gọi bằng gì đấy? Anh xưa đi học giỏi nhất môn gì? Dạ xưa em học giỏi nhất môn hóa. Dạ mà trong này chắc không có môn hóa. Ít lắm. Dạ. Nít mà. Dạ. Ai hỏi hóa gì? Chắc hỏi ngữ văn tiếng Việt gì đúng không? Nhiều lắm. Mà cái môn đó chắc em dở phải không? Em nói đi, em nói đi để anh kêu biên tập làm cho em tội nguyện. Đừng có quay hình cái khúc này nha. Sao vậy? Em dở môn đó lắm. Anh nhìn cũng biết mà. Dạ. Thật ra ngoài môn hóa ra anh cũng không nghĩ em giỏi môn gì đâu. Có, em giỏi môn thể dục nữa. Đâu thể dục nữa hả? Em cao quá ha mà giỏi thể dục. Giờ chơi giỏi môn gì? Em chơi giỏi môn bóng rổ. Giỏi có tới cái rổ không mà đồ chơi. Bóng rổ là người ta phải là cao 1m8. Huấn Nguyễn rồi. Tuấn Trần rồi người ta phải 1m8 mấy rồi. Còn cái này là em là đứng chơi bóng bàn, thấy không? Em đứng là cái đầu lấp ló này cái bàn này thôi. Chứ em không có bóng rổ gì được hết. Sam, nói đi, em chọn ai? Một người đàn ông thì cho em thấy được cái sự chín chắn, trưởng thành. Một cái mùi đàn ông. Nhưng mà hơi yếu. Yếu hay không là do người ta nhận xét chứ không tới lượt em. À dạ. Chưa chắc em mạnh nha bóng rổ. Đón xem Nhanh Như Chớp Nhí lúc 20 giờ Chủ Nhật hàng tuần trên kênh HTV2.